Thưa quý vị, triển lãm Đài Loan Taiwan Expo 2017 do Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Loan gọi tắt là TAICHA tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 26 tới ngày 28 tháng 7 năm 2017 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo xu hướng phát triển của các ngành cũng như nhu cầu của thị trường Việt Nam, TAICHA năm nay đã mang đến triển lãm lần này 8 khu quảng bá hình ảnh gồm khu Taiwan Excellence, khu cuộc sống xanh, khu sản phẩm nông nghiệp, ngư nghiệp mới, khu chăm sóc sức khỏe, khu tuyển dụng và giới thiệu việc làm, khu thiết bị chế biến thực phẩm, khu giới thiệu du lịch Đài Loan, khu tư vấn giáo dục nhượng quyền thương hiệu, với hơn 4.000 sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao đến từ 150 doanh nghiệp hàng đầu của Đài Loan. Tập trung vào 6 chủ đề chính của triển lãm Đài Loan Taiwan Expo lần này là công nghệ xanh bảo vệ môi trường, y tế thông minh, máy móc thông minh, doanh nghiệp tiêu biểu, Taiwan Excellence và triển lãm Taiwan Expo. Một trong chuỗi phóng sự đặc biệt về Taiwan Expo sau đây sẽ giúp các quý vị hiểu rõ thêm về máy móc thông minh. Chỉ tại Đài Trung Đài Loan đã có hơn 1.500 doanh nghiệp máy công cụ quy mô nhỏ và vừa tọa lạc trong các khu công nghiệp. Bài toán cạnh tranh mở ra những giải pháp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất cho các doanh nghiệp tại đây. Với đà phát triển nhanh chóng của các nền tảng công nghệ sáng tạo như 3D, công nghệ thực tế ảo VR hay công nghệ tương tác thực tế ảo AR, các doanh nghiệp máy công cụ Đài Loan đã nắm bắt được những công nghệ này và tỏ ra không kém cạnh với các cường quốc công nghiệp như Đức, Ý hay Nhật Bản. Chẳng hạn như tại công ty L&L Machinery, trụ sở tại Đài Trung Đài Loan. Hãng này vừa đưa vào sử dụng công nghệ tương tác thực tế ảo AR để phân tích, giám sát mọi phụ tùng linh kiện trong hệ thống máy. Đây còn là phương cách giao tiếp giữa L&L với khách hàng. Quý vị có thể xem đây là một tấm hình chụp cỗ máy cắt và mài 50 đa tác vụ của chúng tôi. Khi quét hình như thế nào, ứng dụng AR của chúng tôi hiện ra ngay hình 3D của một bộ phận trong cỗ máy. Sau đó quý vị có thể tùy chọn xem xét sâu hơn vào từng món phụ tùng linh kiện trong máy theo bối cảnh 3D. Ứng dụng này thực chất cũng là một hệ thống giám sát. Nó sẽ thu thập dữ liệu từ bộ điều khiển máy và tính toán thời điểm khi nào thì phụ tùng nào cần bảo trì hay thay thế. Chẳng hạn cái màu xanh là cái cần phải thay thế. Cỗ máy cắt và mài 50 đa tác vụ của hãng L&L Machinery có kích thước cỡ một chiếc xe buýt. Để vận chuyển cỗ máy này là cả một vấn đề. Do đó, giải pháp tương tác thực tế ảo AR là một giải pháp hữu hiệu để giúp L&L có thể giới thiệu, tương tác với khách hàng xoay quanh cỗ máy này mà không cần phải gặp mặt trực tiếp. Thông qua hệ thống kết nối máy chủ và theo dõi lịch sử hoạt động 24/7, các kỹ sư của L&L có thể giám sát được cỗ máy này từ xa, từ đó hỗ trợ đắc lực cho khách hàng, tiết giảm tối đa chi phí bảo trì bảo dưỡng. Ngành máy công cụ Đài Loan cũng như trên thế giới đang ngày càng hiện đại hóa. Điều đó đặt ra cho chúng tôi bài toán làm sao để gia tăng chất lượng và tiết giảm chi phí sản xuất. Đó là lý do xuất hiện dòng máy công cụ 50 cắt và mài đa tác vụ. Cỗ máy này có thể thay thế cho nhiều cỗ máy nhỏ, gia công những khối kim loại cỡ lớn với độ chính xác cao, tiết giảm thời gian, chi phí và giảm rủi ro sai sót. Khi chuyển phôi kim loại từ máy này sang máy khác, đây là công nghệ được ứng dụng tại nhiều nước tiên tiến về máy công cụ, chẳng hạn như là Đức, và công ty của chúng tôi có thể nói đã có thể tiệm cận với đỉnh cao đó. Ông Jock Lin, tổng giám đốc L&L Machinery cho biết, trong ngành máy công cụ có hai điểm rất quan trọng, đó là thời gian và độ chính xác. Việc sử dụng của máy lớn này để gia công kim loại có thể vừa tiết giảm được thời gian, vừa đảm bảo được độ chính xác cao vì không phải thao lắp chuyển dịch phôi kim loại qua nhiều loại máy cắt hay là máy mài khác nhau. Và đó là công nghệ mà hãng này muốn mang đến Việt Nam, một trong những thị trường nhập khẩu máy công cụ chủ lực của Đài Loan trong những năm qua. Với vị trí là nhà sản xuất và xuất khẩu máy công cụ lớn thứ 5 trên thế giới, với kim ngạch xuất khẩu mỗi năm lên đến 4 tỷ đô la Mỹ, một hòn đảo nhỏ chỉ có chưa đầy 24 triệu dân như Đài Loan đã có những thành tựu đáng nể trong ngành máy công cụ mà thế giới đã công nhận. Và L&L Machinery sẽ là một trong những doanh nghiệp máy công cụ tham gia Taiwan Expo 2017 diễn ra từ 26 đến 28 tháng 7 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn SDCC Thành phố Hồ Chí Minh với slogan Công nghệ xanh cho cuộc sống thông minh hơn.